Anh em thấy cái áo mình mặc hôm nay có đẹp không ạ? Đấy, thế thì anh em biết là hôm nay mình sẽ muốn nói tới cái điều gì rồi đấy. Thế thì ngày hôm nay iPad Gen 9 nhé các bạn nhé. iPad 10.2 Gen 9 đang chỉ còn có 7,39 triệu đồng tại Sellfonet mà thôi. Các bạn đã thấy sốc chưa ạ? Nếu chưa thấy sốc thì có thể để lại comment. Nhưng thực sự đây là một mức giá rất sốc dành cho iPad Gen 9 luôn. Gen 9. Đấy, tiếp tục nữa nào. Vivo V23e là đang được giảm giá còn 5 triệu 890 nghìn. Đấy thì cái giỏ này nó như thế nào thì các bạn có thể search cái cụm từ khóa đấy là Vivo V23e dương dê là các bạn sẽ ra. Tiếp tục nữa nào. Redmi 10 bây giờ chỉ còn dưới 3 triệu. Đấy, chính xác là 2 triệu 990 nghìn đồng cho phiên bản RAM 4 bộ trong 64. Dưới 3 triệu đấy nha các bạn nhé. Hay là Poco M năm là còn có 3 triệu 790 nghìn đồng. Một cái sản phẩm mà nó cũng khá là xem xem với cả Redmi Note 11 đấy. Nhưng mà hiệu năng với cả camera có phần nhìn hơn đấy. Đấy, thì anh em có thể cân nhắc. Rồi, thế thôi. Đưa hẳn ra sản phẩm trực tiếp để cho anh em xem luôn. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Comment đầu tiên đến từ bạn Tâm Minh. Một comment rất là thú vị. Đấy là iPhone một khi đã khan hàng thì tăng lên 20 triệu cũng tranh nhau mua thôi. Một câu hỏi rất là thú vị. Một comment rất là thú vị, bởi vì là mình thấy là đợt vừa rồi thì các bạn thấy là giá của iPhone là tăng lên đấy. Ví dụ như là iPhone 14 và 14 Plus là tăng lên tầm khoảng 1 triệu. iPhone 14 Pro và Pro Max là tăng lên tầm khoảng 2 triệu. Đấy, thậm chí là có những cái phiên bản màu sắc đặc biệt kiểu như là màu tím, cũng như là bộ nhớ trong cao. Thậm chí có một số cửa hàng là tăng giá lên 6 triệu. Tất nhiên Sellnet thì không tăng giá đến mức độ đấy, chỉ tăng tầm khoảng một vài triệu thôi. Đấy, nhưng mà cái câu hỏi này, cái comment của các bạn ấy, nó thú vị ở cái chỗ như này này. Nếu các bạn để ý nhá, thì đã từng có thời gian Honda Vision nhá tăng lên 60 triệu. Đấy, giá nó có 30 triệu thôi nhưng mà nó tăng lên 60 triệu, gần gấp đôi. Các bạn có thể search ở trên mạng là các bạn sẽ ra, không là bảo là mình nói điêu, đúng nào. Nhưng người ta vẫn cứ mua, người ta vẫn cứ mua. Các bạn có để ý là Honda SH ấy, mà cứ đến cái dịp Tết ấy là phải đội giá lên mấy chục triệu luôn, rất nhiều, nhưng người ta vẫn cứ mua. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì những cái đó là những cái mà nó ăn sâu vào trong tiềm thức và trong đầu người dùng rồi. Đấy, là những cái sản phẩm mà nó có thương hiệu, gọi là thương hiệu quốc dân đấy. Thì iPhone cũng thế thôi. Mình nói thật chứ, bây giờ ấy mà nếu nhá, bây giờ các cửa hàng này bán giá giống nhau nhá, thì kể cả iPhone lên 50 triệu nó vẫn mua. Mình nói luôn. Đây, mình chỉ lấy ví dụ như này thôi nhé. Ví dụ bây giờ Sellfonet bán iPhone với giá là khoảng 30 triệu đi, 14 Pro Max 30 triệu, mình chỉ ví dụ thôi. Các cửa hàng khác cũng đều bán 30 triệu, nhưng tự nhiên có một ông cửa hàng bán lên 50 triệu thì không bao giờ người ta mua ở các cái cửa ở cái ông 50 triệu đấy. Vì chỉ có dở hơi mới đến cái ông 50 triệu đấy mua, đúng nào. Hay ví dụ như ông này 30, ông này 40, ông này 50, ông này 60 chẳng hạn, thì người ta sẽ chọn ông rẻ nhất mà người ta mua. Nhưng nếu tất cả các ông mà đều lên đến 50 triệu thì lúc đấy nó sẽ là câu chuyện khác nhé. Hoặc là ví dụ như kể cả ông 48, 49, 50 chẳng hạn thì người ta sẽ lựa chọn ông 48, nhưng kể cả có tăng lên mức giá đấy vẫn sẽ có người mua. Các bạn có tin không ạ? Đừng nghĩ là không có, mà mua ác, mua mạnh luôn ý. Đấy. Và thậm chí là có những người mà mình quen nhá, rẻ là không mua đâu, chỉ có đắt mới mua thôi. Đấy. Rẻ là khiến người sợ là hàng đều, thế là không dám mua đâu. Đấy. Nhiều khi là mình tư vấn ở trên mạng đây này, thậm chí là bạn bè mình luôn, quen với cả mình luôn, bảo là ui ôi, tao không hiểu tại sao mày cứ đi tư vấn iPhone 14 Pro Max hôm trước mày tư vấn giá hơn 30 triệu mà tại sao tao thấy những nơi khác toàn bán 36, 37 triệu. Thì không biết là cái iPhone mà mày tư vấn ấy có đảm bảo chất lượng hay không. Trời ơi. Đấy, đến bây giờ mà vẫn có người ta sợ như thế cơ mà. Hàng chính hãng mới 100%, cứ nơi nào rẻ là người ta mua thôi, tại sao phải cứ đến nơi đắt mua làm gì cho nó khổ ta. Đúng là trừ khi chúng ta không có thời gian chúng ta tìm hiểu trên mạng thì ok, chúng ta cứ đến những nơi đắt như thế bởi vì nó đã có thương hiệu rồi, chất lượng dịch vụ tốt các thứ, ok, đồng ý. Nhưng mà rõ ràng là cái việc lo sợ như thế thì nó hơi kỳ lạ. Đấy. Có những người như thế cơ. Đắt là không mua đâu. À đắt là mới mua, còn rẻ là không mua đâu. Đấy. Rồi. Anh em cảm thấy sao về điều này hãy để lại comment cho mình biết nhá. iPhone kể cả có tăng lên 20 triệu nữa vẫn có người mua. Đấy. Nhưng mà bây giờ nhá, bây giờ này, nếu mà ông Samsung ấy
mà tăng giá Galaxy S22 hoặc là Fold 4 đi mà lên đến 50 triệu đi. Đấy. Kể cả tất cả các cửa hàng đều tăng lên 50 triệu. Đảm bảo doanh số gần như không có người mua. Đấy. Nhưng mà ở Việt Nam mà kể cả tất cả các cửa hàng mà tăng lên 50 triệu iPhone là mua đấy. Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trương Nguyễn. Bạn hỏi là: anh ơi cho em hỏi, giữa Google Pixel 5 và iPhone 10S thì nên lựa chọn cái nào cho mẹ ạ? À? Đấy thì bạn Đặng Vũ comment đấy là iPhone 10S bạn ơi. Đấy thế thì thực ra là chúng ta cũng không cần phải mất công để so sánh hai cái sản này với nhau làm cái gì đâu. Rồi là kiểu như là chúng ta so sánh thì Pixel 5 chụp ảnh thế này thế nọ, rồi là iPhone 10S hỗ trợ cập nhật lâu dài, rồi Pixel 5 cũng vậy. Thôi. Như thế này thì nó lại không phù hợp với việc là chúng ta so sánh để mà mua cho mẹ. Đấy, nếu mua cho mẹ mà mình mà đang phân vân hai sản này mua cho mẹ mình thì chắc chắn mình sẽ mua iPhone 10S cho mẹ mình. Cũng giống như bạn Đặng Vũ có comment thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là đối bản thân mình thấy là cái iPhone 10S này nó dễ dùng chẳng hạn này. Dễ dùng ít nhất là đối với phụ huynh. Đấy, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mua cái iPhone 10S này thì nó cũng yên tâm ở cái chỗ là nếu mà xảy ra hỏng hóc thì sửa chữa nó cũng dễ. Hay là mẹ mình gọi điện cái thứ cho mình thì cũng có iMessage, có FaceTime cái thứ nữa nó cũng tiện. Đấy thì mình nghĩ là mình sẽ mua iPhone 10S cho mẹ. Đấy, nhanh thôi đúng không nào? Tiếp tục nữa nào, lại là một cái comment rất thú vị đến từ bạn chia sẻ. Hôm nay toàn comment thú vị thôi. Bạn comment đấy là: top những tiêu đề tự hủy khi bán điện thoại. Top 1, điện thoại nữ dùng. Đấy. Cái câu hỏi đấy, cái comment đấy rất là thú vị. Vì các bạn ấy nghĩ là các bạn nữ dùng sẽ như phá và dùng sẽ không được như các bạn nam. Thế thì rồi thì mình không biết là các bạn nữ khác dùng như thế nào. Thế mình sẽ chỉ nói về cái cách dùng điện thoại của vợ mình thôi. Đây là thứ nhất là không bao giờ phải lo đến sạc pin. Bởi vì là cứ vứt điện thoại ở đấy, kể cả pin có kiệt hay chăng nữa, đang dùng điện thoại sập nguồn được. Sập nguồn phát lại cắm pin vào để sử dụng, nghĩa là sử dụng rất là thoải mái. Đấy. Và tối đến là toàn là mình phải tự đi cắm điện thoại của vợ mình để sạc pin thôi. Đấy, chứ nếu không là sáng hôm sau là bà ấy dậy là không còn pin nữa. Đấy, đại loại là như thế. Và vợ mình dùng thì cũng về vấn đề pin biết thứ thì cũng rất là thoải mái thôi. Và mình cũng đã phân tích cho vợ mình là thôi thì em dùng thế nào, em thích dùng thế nào cho em sướng là được. Đấy, điện thoại nó phục vụ mình mà. Em thích sạc pin lúc nào cũng được, thích rút pin lúc nào cũng được, em sập nguồn được, kiệt pin được, không vấn đề gì cả. Đấy. Thì mình thấy là các bạn cũng không nên căn ke quá cái đấy đâu. Bởi vì bây giờ mình nghĩ là kể cả nam giới đi chăng nữa, những bạn theo dõi kênh Dương Dê là các bạn cũng sẽ sử dụng kiểu như thế thôi. Tiếp tục nữa nào. Đối với cả vợ mình ý, thì lại không giống mình đâu. Ví dụ như mình ý, sử dụng điện thoại là mình không bao giờ dán cường lực. Và mình chỉ dùng ốp lưng có sẵn theo máy hoặc là mình mua thêm một cái ốp lưng bình thường cao su cao siếc thôi. Nhưng mà vợ mình thì là ốp lưng với cường lực là phải đầy đủ. Đấy. Thậm chí là cường lực chống nhìn trộm nữa cơ. Đấy. Nên thành ra là cái điện thoại như kiểu của vợ mình dùng ấy thì mình thấy là nó khá là được bảo vệ. Đấy. Chứ không đến mức độ là điện thoại nữ dùng mà nó tã các thứ đâu. Chỉ có là như ô tô nữ đi cơ. Đấy. Thì mình không biết, xin lỗi các bạn nữ khác đang đi ô tô nhé. Nhưng mà thực sự là vợ mình mà đi ô tô thì gấu lắm. Đi gấu lắm. Đấy. Thì mình mới thấy là đấy cái lo, chứ còn đồ điện tử thì nữ dùng thì mình thấy bình thường mà. Có cái gì đâu. Không phải lo đến chuyện là sợ ấy đâu. Chứ còn ví dụ như bây giờ mà gặp phải là bây giờ mà điện thoại nam giới dùng đi, ông nào mà hay chơi game xem. Ngày ông lại chơi game đến tận khoảng 6-7 tiếng đồng hồ xem. Ông chơi liên tục như thế trong tầm khoảng 5 sau ông bán lại xem. Đấy. Thì theo các bạn là nó có bằng cái điện thoại nữ dùng hay không? Chưa chắc đâu. Các bạn nữ khéo khi là các bạn dùng điện thoại, các bạn ấy sử dụng các tác vụ bình thường, như hiểu là các bạn ấy xem phim này, các bạn ấy chụp ảnh selfie này. Đấy, hay là các bạn ấy chơi những cái tựa game nhiều là kim cương, kim kiếc rồi bắn ruồi cái thứ thôi. Đấy. Thì mình nghĩ là không vấn đề gì đâu. Đấy, sợ mấy ông nam giới dùng mới là sợ, chứ comment này thì mình nghĩ là không chính xác lắm. Bây giờ đấy, bạn thay cái từ điện thoại bằng cái từ ô tô hoặc là xe máy thì mình đồng ý quan điểm hơn. Đấy. Đấy, xin lỗi các bạn nữ là đang theo dõi video này nếu như làm các bạn thật lòng nhé. Rồi, ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khả Ngọc. Bạn hỏi là: anh Dương dùng điện thoại toàn dùng ốp lưng với cường lực, còn em dùng điện thoại toàn dùng máy trần để giữ lại vẻ đẹp thiết kế của nhà xuất. Dùng ốp lưng với cường lực che mất đi vẻ đẹp thiết kế của máy, thì thà dùng máy có nắp lưng chất liệu bằng nhựa còn hơn. Rồi, comment rất là thú vị. Nhưng mà bạn comment đúng một nửa thôi. Đấy là với bản thân mình thì mình không bao giờ dùng cường lực.
và thậm chí là không dùng dán màn hình luôn. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây là ba cái chiếc điện thoại mà mình đang dùng bây giờ, chính xác ra là 4 chiếc. Đều đầu tiên là có ốp lưng nha các bạn nhé. Đây có ốp lưng, với ba cái chiếc này là mình đang dùng là đều có ốp lưng này. Cái iPhone 7 là không có bất kỳ một miếng dán màn hình nào bên ngoài nhé. Và nó đã xước răm rất là nhiều ở đây rồi. Đấy, được chưa ạ? Tiếp tục nữa này. Oppo Reno 10X Zoom là ốp lưng này, là ốp lưng có sẵn thì mình dùng thôi. Nhưng mà nó có một cái miếng dán màn hình có sẵn nhưng mình đã bóc ra rồi. Đấy, và mình dùng trần luôn. Nên là mình không thích dùng dán. Được chưa ạ? Còn Oppo Find X5 Pro thì cái dán màn hình này của nó cũng đã rất là xước rồi. Sắp tới là mình cũng sẽ bóc ra. Thế nên là đối với bản thân mình ấy, thì mình không dùng cường lực, nó là như vậy vì nó sợ ảnh hưởng đến trải nghiệm vuốt chạm. Trải nghiệm vuốt chạm là cái mà mình hay dùng nhất mà. Đấy. Nhưng đây này, đây cái điện thoại này mình đang ghi âm cho các bạn đấy nhá. Và cũng là cái điện thoại là của phòng mình luôn đấy. Đây, mình nói luôn là mình không dùng bất kỳ một cái ốp nào cả. Đấy, mình cũng giống bạn thôi. Bởi vì sao? Bởi vì là mình muốn test thử xem là sau một tháng sử dụng thì nó sẽ xước sát như nào để đưa ra bài đánh giá chi tiết cho các bạn. Đây gọi là hy sinh về nghệ thuật đấy. Đấy, rồi. Thế thì tại sao mình lại dùng ốp lưng mà lại không dùng dán màn hình? Vì thứ nhất mình cũng đã nói rồi, dán màn hình nó ảnh hưởng đến trải nghiệm vuốt chạm mà mình không thích. Thứ hai nữa là dùng ốp lưng để làm gì? Để cho nó đỡ bị xước cái cụm camera phía sau này. Mình nói luôn là mình không bao giờ sợ xước mặt lưng đâu nhá. Mình nói thật luôn là không bao giờ sợ xước mặt lưng, nhưng rất sợ xước camera. Đấy. Và thêm một cái điểm nữa là mình không bao giờ dở hơi sử dụng các cái miếng dán camera ở đây. Đấy, cũng có nhiều người sẽ hỏi là ơ đây nếu bây giờ ông sợ xước camera thì ông chỉ dán mỗi phần camera thôi. Không, mình không dở hơi như thế. Vì lúc bóc ra nó rất là kinh khủng. Các bạn hình dung được không ạ? Đấy. Nên là mình dùng ốp lưng, nó chỉ cần bao quanh cái phần này là được rồi. Chủ yếu là để bảo vệ cái phần camera đặt xuống nó không bị xước thôi. Đấy. Những cái sản phẩm này thì camera của nó rất là bình thường thôi, kính các thứ cũng bình thường. Còn Oppo Reno 10X Zoom này mình bị xước một chút ở camera rồi này, nên mình rất là sợ. Nhưng mà đối với cả những cái con nhiều là iPhone 14 Pro Max này, cái camera như là kính Sapphire thì phải, và nó chống xước rất là tốt. Mình đã trải qua cái đời của 11 Pro Max, 12 Pro Max với cả 13 Pro Max rồi, nó không bị xước, nên là 14 Pro Max mình không dùng ốp lưng là như thế. Đấy, các bạn hình dung được không ạ? Còn mình đồng ý với cả cái quan điểm của bạn đấy là dùng điện thoại thì cứ làm sao nha, có được cái cảm giác sờ chạm tốt nhất là được. Đúng thật là sờ chạm ở trên kính kim loại sướng, sướng hơn là sử dụng ở trên ốp lưng cầm toàn nhựa, đúng nào? Chúng ta bỏ tiền ra để có được cảm giác sờ chạm nó sướng như này cơ mà. Đúng không ạ? Thì mình nghĩ là cũng không nhất thiết phải dùng ốp lưng đâu. Đấy, nhưng mà đối với những cái điện thoại như này để mà xước camera thì nó cũng rất là sợ. Đấy. Đôi khi nhá, cái camera nó có thể tốt cho chúng ta sử dụng được trong mấy năm, nhưng mà nếu mà xước rồi thì theo các bạn thì phải làm nào? Chỉ là thay kính camera. Đúng nào? Nên cái đó là cái sợ. Chứ còn mặt lưng kể cả nó có xước răm đằng rời chăng nữa thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến trải nghiệm của mình. Thì mình chả sợ cái đó đâu. Chứ không phải là mình dùng ốp lưng là mình sợ xước mặt lưng, mà mình chỉ sợ xước camera thôi. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến bạn Hải Đăng Đinh. Bạn hỏi là ad cho mình hỏi thời điểm hiện tại có hãng điện thoại nào bán điện thoại vì đam mê và vì khách hàng hay không? Thời điểm hiện tại á thì mình nghĩ là không đâu. Chả có đứa nào bán hàng lại vì đam mê đâu. Nếu mà không có lợi nhuận thì chắc chắn người ta sẽ không thể duy trì được. Cũng giống như Denvo đã nói một câu rất là thực như này này, đấy là không có tiền thì làm nhạc làm sao, đúng nào? Đấy, vậy nên là tất cả cái gì cũng phải có tiền hết. Cũng giống như việc là ví dụ như video này mà không có tài trợ của Cellphonet chẳng hạn, Black Friday không có chẳng hạn, thì mình làm sao mà ngồi đây để nói với các bạn được, đúng nào? Ok, mình có thể ngồi đây để nói với các bạn và có được tiền YouTube, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự là ngoài kia mình còn có rất là nhiều thứ khác phải lo toan nữa, còn vợ còn con còn rất nhiều thứ khác nữa, đúng không nào? Đấy, vậy nên là cái gì cũng thế thôi, nó đều phải có lợi ích win-win cả, đúng không ạ? Đó, tiếp tục nữa nào. Trước đây thì mình thấy là có hãng bán điện thoại vì đam mê. Trước đây thì có, bây giờ thì không. Đấy là Vsmart. Vsmart là bán điện thoại vì đam mê thật đấy. Đấy. Nhưng mà đam mê ấy, mà không sinh ra tiền ấy, thì các bạn thấy rồi đấy. Cuối cùng là Vsmart cũng đã từ bỏ cuộc chơi rồi. Các bạn có thấy một cái điện thoại nào mà có 2 triệu thôi mà có sạc nhanh như Vsmart dòng Joy không ạ? Chỉ có vài triệu thôi, đúng nào? Có cổng sạc Type-C. Và đến tận bây giờ rất nhiều hãng 2 triệu nó còn cho sạc micro USB. Các bạn thấy không ạ? Nó có chấp nhận được không? Đúng nào? Có cái hãng điện thoại nào mà chỉ tầm 3-4 triệu thôi, như là Vsmart Active 3 thì phải, cho chúng ta màn hình AMOLED, cho chúng ta camera thò thụt hay không ạ? Xong chúng ta vẫn chửi. Đúng. Chúng ta chửi vì phần mềm nó không tốt. Nhưng mà
có những người chưa sử dụng điện thoại, chưa biết được cái phần mềm nó như thế nào, nó có tốt hay không, cũng lên mạng chửi hùa theo. Thì cuối cùng là người ta không ấy được nữa thì người ta rút thôi. Đấy, người ta rút rồi thì lại cảm thấy nuối tiếc. Đấy, nó như thế đấy. Đấy, hay đơn giản như là ngày trước ấy, có điện thoại Huawei để cạnh tranh sòng phẳng với cả Samsung. Để điện thoại Samsung nó để giá nó không cao. Bây giờ điện thoại Samsung các bạn nhìn ấy, để giá cao trên trời luôn ấy. Đấy. Thế xong rồi như nào? Có Huawei vào, các hãng khác để giá tốt đúng không ạ? Thì lại tẩy chay, bảo là Huawei là của tàu, rồi là thân với chính phủ Trung Quốc, rồi thằng này làm review cho đồ tàu thế này nọ. Đấy. Bây giờ Huawei rút rồi đấy. Vì lệnh cấm vận của Mỹ đấy. Đấy, đúng nào? Khi mà không có sự cạnh tranh thì bây giờ nó sẽ như thế nào? Đấy, các bạn cảm thấy như nào? Đúng nào? Ok chưa ạ? Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Số hôm nay nhiều câu thú vị phết.